Con lạy tám phương trời, con lạy mười phương đất. Con lạy thằng đần nhất đến đứa thông minh. Con lạy từ khoa thần kinh, con lạy sang nhà xác. Con lạy bà đồng nát, con lạy bác thợ xây. Con lạy từ bụi cây, con lạy sang bụi chuối. Lạy luôn cả hũ muối để ở trước nhà. Con lạy từ nhà ga đến sân bay lớn. Con lạy thật không giỡn, xin trời đất chứng cho. Nếu lạy có bị ho, thiên lôi ông đừng đấm. Lạy nhiều sợ bị cấm, con lạy nốt phát thôi. Từ từ con lấy hơi, con lạy xin sang các cụ. Con lạy nguyên cả vũ trụ đến tất cả mọi nơi. Con lạy đất lạy trời cho cái nghèo bay mất. 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 Mình ơi, nhanh nhanh lên, ngày cuối rồi, không đi sớm là không mua được đào quất rẻ và đẹp đâu. Dạ, em xong rồi. Nhưng mà mình giả vờ gọi em lần nữa đi. Lại còn có cả vụ giả vờ gọi nữa. Trời, cô vợ tôi đúng là nhí nhảnh gớm. Mình ơi. Dạ. Phép thuật Win Enchantis biến hình. Mình thấy sao? Mình đào đâu ra cái bộ áo dài này thế? Mình thấy sao? Có đẹp không? Đẹp. Vợ anh mặc thì làm sao mà xấu được? Thì cũng sắp đến giao thừa rồi, em phải cố gắng mua một chiếc áo dài đỏ để mặc từ đêm giao thừa đến tận sáng mùng 1. Nhưng mà trông cứ như cô dâu ấy nhỉ? Thì ngày lễ Tết hay là ngày cưới cũng giống nhau mà, đều là ngày vui mà. Mặc áo dài đỏ trong những ngày đặc biệt như thế này thì mình sẽ mang may mắn đến, mang thần tài đến, phát tài phát lộc. Hình như anh nhìn nó không được mới lắm thì phải. Thì cái áo dài này em mua thanh lý ở cái tiệm áo cưới con bé My đầu ngõ nhà mình á. Thì làm sao mà có thể mới được. Mà em bảo nhá, cái áo dài này em mua tận 50.000 á. Cái gì? Trời ơi, 50.000? Mình đừng mắng em mà. Có phải đắt quá đúng không? Đầu năm mới rồi, cũng gần đến giao thừa rồi. Mình mà mắng em như vậy thì cả năm đen như chó mực luôn ý. Để khi nào mà hết Tết, em mang cái áo dài này đi trả. Cùng lắm thì trả cho nó 5.000 tiền công, 5.000 tiền thuê. Trời ơi, đầu năm đầu tháng đi mua cái áo dài cũ có 50.000 mà đòi trả lại á. Này, người ta may không chửi em là tốt lắm rồi. Người ta chửi thì mới gọi là đen như chó mực, hiểu chưa? Anh kêu trời ấy, là vì em mua được chiếc áo dài này vừa rẻ vừa đẹp, mặc trông cứ như hoa khôi ấy. Mồm điêu gớm. Nhưng mà em thích. Thế em định mặc cái áo dài này đi chợ hoa đấy à? Không, em chỉ mặc ra đây cho mình thẩm định thôi. Bây giờ em vào trong em thay đồ ngay. Mình đợi em một tí nhá. Em vào đây. Vâng ạ. Anh ơi, vừa mới có khách gọi điện cho anh, thuê anh lái xe mang lên thành phố giao cho người ta. Chắc là anh không đi chợ hoa với mình được rồi. Thôi, gần Tết nhất đến nơi rồi, mình đừng có đi được không? Không sao, anh sẽ về kịp để đón giao thừa với mình nhá. Không được đâu, từ đây lên thành phố tận 300 cây. Bây giờ cũng gần trưa rồi, mình đi một mình liên tục như vậy, dễ mệt lắm đấy. Không sao đâu. Anh chỉ lái xe lên thành phố, anh giao cho người ta xong, rồi anh sẽ đi xe khách về. Mình đừng lo nhá. Hơn nữa ấy, vì là ngày Tết nên người ta trả công gấp 3 mình ạ. Vì người ta đang cần. Yên tâm, người ta còn tài trợ luôn cả vé xe cho anh về đấy, lời lắm. Nhưng mà... Những mấy triệu đấy. Tết mà rủng rỉnh tiền như thế, chẳng phải em sẽ vui sao? Nhưng mà bây giờ gần Tết rồi, dễ bị kẹt xe lắm. Em sợ nhỡ may chồng không về kịp đón giao thừa với em thì làm sao? Ngoan, anh hứa. Anh hứa với mình là anh sẽ về trước giao thừa để đón giao thừa cùng mình nhá. Mình hứa rồi đấy nhá. Nhớ phải về đón giao thừa với em đấy. Được rồi, anh hứa. Bảo đứng lại đó cho tôi. Rồi ôi, con hổ kia. Ngu gì còn đứng lại, đứng lại cho ông đánh tôi à? Mày láo. Trời ơi, leo leo, hụt rồi nhá.
lại hụt nữa rồi. Mày thích lêu lêu không ạ? Để ông ném cái này xem nó có trượt nữa không nhá. Khoan, này, nếu như ông mà ném ý, thì ông phải suy nghĩ cho kỹ vào ấy chưa? Ném may mà ông lại phải nghĩ à? Ờ, thích thì cứ ném đi, ném cho vỡ chai rượu khỏi nhậu luôn. Ừ nhỉ, có lý. Thế mày đứng yên đây để cho ông đánh mày một trận. Ôi trời ơi, bị hâm à? Mày... Còn mụ giả cho mày. Chết này. Chị ngồng thế. Này bà già kia, bà né ngay ra để tôi giải quyết chuyện gia đình. Đúng, đúng là chuyện này không liên quan gì đến tôi. Nhưng mà đây là đường công cộng. Tự nhiên anh ném dép rào rào như là tiểu lý phi đao ấy. Anh còn tí nữa ném vào mặt tôi đây này, anh không xin lỗi thì thôi, lại còn lớn tiếng lên giọng à? Ai bảo nó chạy hả? Đưa nó mà ngoan thì tôi có việc gì phải đánh nó không? Ai bảo nó không ở yên để cho tôi đánh? Thế bây giờ là vợ chứ không phải là kẻ thù đâu mà lại không dùng lời nói được mà cứ phải dùng hành động thế? Nếu nó mà nghe lời thì có bị đánh không? Chuyện này hoàn toàn là nó sai rồi. Bà tránh ra, bà hôm nay không bênh được đồng loại của mình nữa đâu. Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Thì tôi đi làm tóc xoăn đây này, nhưng mà ông ấy không thích cho tôi làm tóc xoăn. Từ trước đến nay cứ bắt tôi là phải nuôi tóc thẳng. Tết năm nào cũng dùng cái tóc thẳng này, chán chết đi được. Hôm nay tôi đi làm xoăn, thế mà chả biết con chim lợn nào nó bắt được, nó mách với ông ấy, thế là bắt tại trận tôi luôn. Ôi giời ơi. Này bà Tám, bà nghe thử xem nó có cáu không nhá. Tôi đi nhậu về, cái bụng này nó đói meo hết cả ra. Tôi vào bếp, tôi xem có cái gì để núp vào mồm không, nhưng mà trong bếp không có một cái gì cả. Trong khi đấy thì nó bỏ nhà, nó đi làm tóc trưng diện. Thì thử hỏi xem có đáng cho cái dép vào mặt nó không hả? Này, thế chẳng phải ông bảo với tôi là rượu được nấu từ gạo còn gì? Ông đi nhậu nguyên một ngày, cái bụng nó phươn ra như thế rồi. Vác cái bụng đấy về nhà cũng phải một cân gạo trong đấy rồi đấy, ăn uống làm cái gì? Ui bà con làng xóm ơi, ra đây mà xem con ác phụ này nó đối xử với chồng nó như thế nào này. Nó không nấu cho chồng nó được một bữa cơm mà nó lại còn đi mèo mả gà đồng bên ngoài. Cưới nhau về bảo yêu anh say đắm, yêu anh tha thiết, mà cuối cùng bây giờ nó tiếc tôi từng đồng từng hào, từng hạt gạo hạt cơm, để bây giờ tôi đói meo hết cả bụng, đói chết cả người như này. Ôi có xứng đáng không hả bà con làng nước ơi? Và cũng tại bà ấy, thế sao trước khi đi làm tóc mà không nấu cho ông ấy một nồi cơm? Trời ơi, chị ai biết đâu được ông ấy đi nhậu ấy vác cái bụng đói về nhà. Với lại là đang bực mình vì cái chuyện không cho tôi uốn tóc, không muốn nấu. Thế biết rõ tính tình của ông ấy như vậy rồi thì cũng phải nói rõ quan điểm với ông ấy chứ. Đằng này cứ đi làm xong rồi gây ra hậu quả thì mới giải quyết là sao? Ý, tại bà không biết thôi. Cái ông này ấy, cái đấy nó là cái quan điểm như đinh đóng cột của ông, không bao giờ thay đổi. Ông cứ làm như là ngày xưa người yêu đầu tiên của ông ấy làm tóc xoăn xong bị người khác bốc mất ấy, thế nên là không muốn cho người khác làm xoăn. Đấy, bây giờ cái người chịu hậu quả là tôi đây này. Này, xàm xàm nó vừa thôi nhá. Anh ấy nhá, tôi là tôi thì anh rất là vô lý nhá. Vợ làm đẹp là để cho chồng hãnh diện với người ngoài. Ừ, tóc thẳng không đẹp à? Người ngay thẳng thì cái gì nó cũng phải thẳng, hiểu chưa? Ôi dồi, quan điểm như vậy thì chịu rồi. Thế chẳng lẽ bây giờ những người nào mà tóc xoăn thì tính tình không ngay thẳng, không cương trực à? Không phải tự dưng mà trong cuộc đời này có một cái câu đấy là cuộc đời không công bằng cho nên cọng lông cũng không bao giờ thẳng nhá. Thằng này đã không làm được gì cho xã hội rồi thì thứ duy nhất mà tôi có thể làm ấy là chỉnh đốn gia đình để làm sao mà vẫn còn lưu giữ được cái sự chính trực, thấy chưa? Có nghĩa là bằng cách không cho sự bất công tồn tại trong nhà, anh đã bắt tất cả mọi người trong gia đình phải nuôi tóc thẳng để thể hiện sự ngay thẳng, chính trực. Ôi giời, này, nhưng mà chính ông vẫn đối xử bất công với tôi, nghe chưa? Đúng vậy, mỗi người đều có một sở thích. Giống như anh vậy, anh thích uống rượu, còn vợ anh thì thích uốn tóc. Trong khi đó nhá, uống rượu thì gây hại cho sức khỏe, còn uốn tóc ấy thì chẳng mất cái gì cả, lại còn làm đẹp trong mắt của người nhìn nữa. Này, vợ tôi ấy, tôi thích gì nó phải làm theo như thế. Cái sở thích duy nhất mà vợ tôi được quyền làm đó là sở thích trèo chồng thôi. Ui, hiểu chưa? Ôi giời, phát điên. Có thấy chưa? Cái giọng điệu của hắn ta như thế, thử hỏi làm sao mà tôi có thể nói chuyện hay là thương lượng cái gì được. Cái gì nhỉ? Alo, gì á? Hả? Nhậu à? Xỉn cái gì?
chưa bao giờ là xỉn cả, hiểu chưa? À, cho tao cái địa chỉ, đếm hết tất cả các đầu ngón tay ngón chân này là tao xuất hiện. Ok chưa? Nha. À, may cho cái bọn đàn bà các cô đấy nha. Bây giờ tôi đi có việc. Tôi truyền thần báo tin cho cô một lời cuối này. Tôi về đến nhà nhá, mà cái thứ nhất cô không nấu một cái gì cho tôi ăn ấy, cô liệu hồn. Cái thứ hai ấy, tôi về mà cái đầu của cô vẫn còn xoăn tít thò lò như thế thì đừng hỏi tại sao Tết này lại tóc gió thôi bay nhá. Trời ơi là trời, sao đen gì mà đen thế hả Vi Nam? Sốt ruột về nhà đón giao thừa với vợ, bắt xe khách thì xe khách chết máy, bắt xe ôm thì xe ôm thủng lốp không có chỗ va. Cuộc bộ bao nhiêu cây số rồi, thế mà trời ơi, con đường về nhà vẫn còn xa dịu vậy. Trời ơi là trời. Được, đã thế tôi không về cho cô xem. Vợ với trẻ con chán, chán thật chứ. Anh ơi. Gì? À, thôi, không có gì đâu. Ờ, ra hỏi người ta xong lại bảo không có gì. Giờ hơi à? Này, muốn trêu tôi đấy à? Thằng này đang điên đi nhá. À, thì điện thoại của tôi nó hết pin, tôi định mượn anh cái điện thoại để tôi gọi về cho vợ tôi, cho vợ đỡ lo lắng. À, đây đây, nếu anh không tin thì đây, anh cũng có thể cầm cái này để làm tin này. Tôi không cần đâu. Này, cầm đấy. Cảm ơn anh nhá. Kinh quá nhỉ, nhớ cả số vợ cơ. Không những nhớ số của vợ, tôi còn nhớ cả số đo ba vòng, ngày sinh tháng đẻ, cân nặng này, nhớ tất. Vợ à, là anh đây. Ui, đen quá. Anh đi từ thành phố về đây bắt hai cái xe rồi, thế mà vẫn chưa về được đến nhà. Ờ, bây giờ đang ở cổng làng, không bắt được xe, đành phải đi bộ. Ờ, thôi, bây giờ anh chắc là không về kịp để đón giao thừa cùng với em rồi. Mình ơi, anh xin lỗi nhá, mình đừng buồn anh nhá. Mặc cười. À, điện thoại anh mượn của người ta. Thôi nhá, tí về có gì anh kể sau cho. Chuyện dài lắm. Thôi nhá, điện thoại đi mượn, không nói lâu được đâu nhá. Thôi, chịu khó ở nhà và vui vẻ đón giao thừa mà không có anh nhá. Ừ, rồi nhá. Ôi, anh ơi, cảm ơn anh nhá. Ôi, nhưng mà lúc nãy anh bảo là mắc cười cái gì nhỉ? Khóa luôn không cho gọi. Tôi không nói anh đâu, tôi chỉ đang so sánh hoàn cảnh của anh với cả hoàn cảnh của tôi thôi. Là sao? Biết tại sao giờ này gần đến giao thừa rồi mà tôi vẫn ngồi ở đây không? Này, tôi không phải là xe ôm đâu đấy nhá. À, tôi biết mà, tôi biết là anh không phải là xe ôm rồi. Tuy trông có hơi luộm thuộm nhưng mà vẫn còn giữ được cái vẻ đẹp trai cốt cách lắm. Chắc là mới tỉnh rượu hả? Đúng đấy. Cái hôm mà tôi chưa lập gia đình ấy, thằng này nhìn cũng ngon nghẻ lắm, chẳng thua kém ai gì cả. Thế mà từ khi lấy vợ vào thì... Nói chung ấy, là hoàn cảnh của tôi với anh nó khác nhau. Một thằng muốn về với vợ nhưng mà không có xe. Có một thằng có xe nhưng lại không muốn về với vợ. Chán. À, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. À mà thôi, tôi xin phép nhá. Ừ, thôi biết là không về đón giao thừa kịp rồi, nhưng mà về được sớm chút nào hay chút đấy, chứ không để vợ ở nhà chờ tội nghiệp. Khoan đi đã. Hả? Có chuyện gì à? Đang nói bây giờ tôi cũng đang rảnh. Hay là tôi đưa anh về đón giao thừa ké cùng nhà anh được không? Hả?
Thề mặt ông anh nhìn ngơ dễ sợ luôn ấy. Ý của tôi ấy là tôi có xe, tôi đưa anh về đón giao thừa cùng gia đình cho kịp giờ. Anh tốt bụng quá. Cảm ơn anh. Thật sự là bây giờ ngoài hai từ đấy ra thì tôi không biết thể hiện thế nào với anh cả. Ông anh công nhận là có hiếu với vợ thật đấy. Nhưng mà thôi, không cần phải cảm kích đến như thế đâu. Chẳng qua tôi cũng rảnh, không có về nhà. Bây giờ giúp ông anh coi như là năm mới có chút ý nghĩa. Thật sự ấy, để gặp một người tốt như anh ấy hiếm lắm đấy. Tôi thấy tôi phải may mắn lắm thì mới gặp được anh đúng lúc như thế này. Mà tôi phải công nhận, lâu lắm rồi tôi mới thấy có ông anh thương với có hiếu với vợ như thế này đấy. Thôi, chúng ta đi cho kịp giờ nhá. Cảm ơn anh. Đêm cuối năm rồi thế mà vẫn không thoát khỏi cái cảnh làm con sen. Thầy qua nhà con em họ trông nhà cho vợ chồng nó, đi biếu quà cho sếp. Thế mà bây giờ mình làm xong việc cho nhà nó rồi, nó cũng không chịu bắt cho mình một chiếc xe để cho mình về quê kịp giờ cúng mâm cơm giao thừa. Mình tức chết thì được. Hình như là cô gái hồi sáng thì phải. Chị ơi, chị đang tìm gì à? Hay là bây giờ tôi tìm giúp chị nhá? Còn tìm gì ngoài cái lão chồng bợm nhậu của tôi nữa? Chị đừng có bảo với tôi là lão ấy đi nhậu từ sáng đến tận bây giờ chưa về nhá. Thì cũng không hẳn là thế. Đúng là đúng mà sai là sai. Làm sao có cái chuyện không hẳn là... Thì cái vụ sáng nay đấy, do ông ấy cấm tôi, dọa tôi là sẽ cạo đầu tôi cho tóc gió thôi bay. Thế nên là tôi có dám uốn tóc nữa đâu. Ấm ức về cái sở thích của mình không được thỏa mãn ý. Thế nên ý là tôi đã san bằng bình địa cái sở thích của ông ấy trước mặt bạn nhậu của ông ấy luôn. Cái sở thích thích nhậu của chồng chị thì tôi biết rồi. Nhưng mà còn cái chuyện mà san bằng bình địa là sao nhỉ? Thì chuyện là thế này, tôi đi ra đi ngủ kể cho. Anh em lên chén. Con vợ tôi không thể kiếm được một cái điểm nào để mà hòa hợp được anh em ạ. Nỗi buồn không của riêng ai. Tôi không biết là chuyện của các ông nó như thế nào, nhưng mà chuyện nhà tôi nó chán lắm. Để tôi kể cho anh em nghe nhá. Ở nhà tôi ấy thì nó có một cái tivi. Vợ tôi thì ngày nào nó cũng ôm lấy cái tivi đấy để nó xem phim. Rồi nó xem mấy cái thằng oppa gì ở bên Hàn Quốc ấy, môi thì đỏ như con gái ấy. Đấy, tôi đòi xem đá bóng. Các ông biết vợ tôi nó nói gì không? Xem phim đi, bóng đá có gì vui. Úi dồi ôi, không sai đâu được cả, mệt quá. Suốt ngày xem mấy cái phim ướt át như thế, người mất hết cả cái năng lượng. Thử hỏi xem có chịu được không? Thế thì cái cảnh 22 thằng thanh niên chạy mặc quần đùi đuổi theo một quả bóng đến đổ mồ hôi nách, nước mắt chảy ròng ròng thì có gì vui? Đấy, bà thì không bao giờ có thể hiểu được nghệ thuật bóng đá nó đẹp đến mức nào cả. Nói chuyện với bà ấy, tôi thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn. Này, thế thì ông bảo cái đầu gối ấy lau nhà nấu cơm, quét dọn nhà cửa, giặt giũ rửa bát cho ông, rồi tối ôm nó mà ngủ cho sướng nhá. Này, chỗ đàn ông đang nhậu với nhau, bà biết cái gì mà ra đây? Biến. Muốn biến ý, thì tôi phải làm xong việc mình cần làm đã rồi mới biến, hiểu chưa? Bà đi làm cái gì đấy? Ở đâu ra cái thói ý, sở thích của người khác thì cấm đoán, còn sở thích của bản thân ý, thì ngồi ung dung tự tại ở đây để hưởng thụ. Sao? Ông thấy thế nào? Tức không? Những lúc mà tôi bị ông cấm đoán cảm xúc của tôi cũng như thế đấy. Hôm nay tôi cho ông thấy cái cảm xúc của tôi nó như thế nào. Tao không có loại vợ mất dạy như mày. Này, ông tưởng tôi cần ông chắc?
ấy cứ đi biệt tâm biệt tích. Tôi gọi điện mãi mà có nghe máy đâu. Mà vừa xong gọi điện nghe máy thì lại bảo là tối nay không về nữa. Trời ơi, bảo không cần người ta, thế là còn mong chờ người ta về làm cái gì? Phải về chứ, về để tôi thanh lý cái tát kia, chứ chả nhẽ để tôi ở mức sang tận năm sau à? Ôi dồi ôi, Tú Linh ơi là Tú Linh, cô sai quá sai rồi. Thôi, tốt nhất là chị không cần phải khuyên giải một cái gì nữa. Tôi sẽ nhất định bắt hắn ta phải trả giá cho những cái hành động của mình. Thế còn hành động hất tung bàn nhậu của chồng mình của cô thì làm sao? Cô định trả giá thế nào đây? Cô tưởng là cô làm như vậy là oai lắm hay sao? Cô nghĩ là chồng mình không chịu về nhà là vì giận cô, vì hất tung bàn nhậu của chồng cô rồi làm gián đoạn sở thích của chồng cô à? Thì chả thế có gì. Thế bây giờ cô không nghĩ là chồng cô giận cô là bởi vì cô đã làm bẽ mặt chồng cô trước mặt tất cả bạn bè à? Làm gì đến nỗi thế? Thế thì bây giờ tôi nói cho cô nghe nhá. Đàn ông người ta rất coi trọng vị trí của mình ở trong gia đình. Cô làm như vậy vô hình chung tự nhiên để cho bạn bè của anh ta thấy là khi ở nhà anh ta bị cô đè đầu cưỡi cổ. Lúc đó lòng tự trọng của đàn ông không phải là bị tổn thương hay sao? Làm gì có chuyện đấy được. Làm gì có ai mà bị đè đầu cưỡi cổ mà dám bật lại cái người mà bắt nạt mình như thế đâu. Mọi người phải nghĩ được như thế chứ lại... Họ lại còn có đủ thời gian để mà nghĩ cho cô à? Tại sao đã là vợ chồng với nhau rồi lại còn cứ thích ăn miếng trả miếng như vậy hả Tú Linh? Thế chả nhẽ cứ chịu nhịn mãi à? Phục tùng thì phải có giới hạn thôi chứ. Phục tùng mãi làm sao được. Sự hòa thuận nó không dành cho những ai thích lý sự và hiếu thắng Tú Linh à. Tôi bảo cô này, có phải là trong chuyện này cô là người chuyện bé xé ra to không? Mà khi đã xảy ra chuyện rồi thì hai người ai cũng muốn là người thắng, ai cũng muốn là người đúng, xong rồi tìm mọi phương thức để đàn áp đối phương, tìm mọi lý do để trấn áp đối phương, xong rồi lại tự làm tổn thương nhau. Thì tại tôi bức xúc trước cái sự vô lý của ông ấy quá đấy chứ. Giá mà lúc đó hai người chịu nhường nhịn nhau, tìm thời cơ thích hợp rồi giải tỏa khúc mắc với nhau, cơm sôi lửa nhỏ thì sợ gì bị khê. Tôi nói như vậy có đúng không? Thì ai chả muốn như thế. Nhưng mà những cái lúc mà tôi định hé mồm ra để tôi nói chuyện với ông ấy thì là ông ấy đã đột lại tôi luôn rồi. Tôi đâu có nói lại được gì đâu. Mà có nói thêm ấy cũng chả giải quyết chuyện gì. Cô nói chắc chắn là cô lại dùng cái giọng ngang như cua để bà nói với chồng mình có đúng không? Sao chị biết hay thế? Thế bây giờ cô có muốn chồng mình cư xử tế nhị, hòa nhã và tôn trọng mình không? Muốn. Thế thì bây giờ cô cứ làm trước đi. Chồng cô sẽ nhìn vào rồi điều chỉnh thái độ theo cô thôi. Hãy dịu dàng nhẹ nhàng với chồng của mình. Không chừng kết quả ngoài sức mong đợi của cô đấy. Thật á? Khi mà yêu ấy thì con gái yêu bằng tai, con trai thì yêu bằng mắt. Nhưng mà khi kết hôn rồi thì định luật đấy lại thay đổi hoàn toàn, nó đảo ngược cho nhau đó. Cô không lừa tôi đấy chứ. Tôi lừa cô làm gì? Thế chẳng lẽ bây giờ cô định đón giao thừa một mình à? Tủi thân lắm đấy nhá. Mà chồng cô ấy chắc cũng giống như cô thôi. Người ta bảo thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới rất thiêng liêng. Sự đoàn viên ở trong gia đình khiến cho không khí càng trở nên ấm cúng. Điều đó chứng tỏ một năm làm gì cũng êm thuận. Ôi, tôi chết rồi. Chuyện gì? Mâm cơm cúng giao thừa tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị. Chồng tôi nhất định sẽ kịp về trước khi hương tàn. Ui, thôi, những gì mà tôi đã nói với cô, tôi dặn dò cô, cô muốn làm sao thì tùy. Chắc là bây giờ tôi phải về trước đây, thế nhá. Dịu dàng, nhẹ nhàng à? Rõ ràng là anh ấy bảo với mình không về kịp để đón giao thừa. Thế mà bây giờ nhà cửa toang hoác, lại còn có chiếc xe dựng trước nhà này nữa. Hay là trong nhà có trộm nhỉ? Chiếc xe dựng trước nhà này là sao ta? Mà cái thằng ăn trộm này nó còn sang hơn cả mình. Mình ơi, bây giờ em phải làm sao hả mình? Hay là bây giờ em bỏ của chạy lấy người nhở? Mình ơi, mình ơi, mình về với em đi mình ơi. Tránh ra. Anh có cướp vừa đi cướp đi, đừng có cướp sắt. Mình ơi, là anh đây.
Nên là mình về kịp đón giao thừa với em rồi. Ui cái gì đấy? Cái gì màu nào thế? Này, nhà có khác cái bớt mùi mẫn lại đi. Ơ, sao là anh ta? Là cô à? Em quen ân nhân của anh à? Ân nhân? Phải. Nhờ anh ấy chở anh về đây, cho nên anh mới có mặt ở nhà đúng giờ. Thế là em không phải cô đơn đón giao thừa một mình rồi nhá. Cái này người ta gọi là ánh sáng nơi cuối con đường đây này. Năm nay nhân loại đen tối quá, cho nên là cuối năm tôi phải tự phát quang để cho cuộc đời này tươi sáng hơn đấy. Ơ, sao anh tắm rồi anh còn mặc bộ đồ bẩn thế? Cái bộ đồ mới tôi đưa cho anh đâu? Ui, mặc đồ người lạ tôi không quen. À, đấy, sao em lại quen với cả anh Cao? Chuyện này dài dòng lắm, khi khác em kể cho anh sau. Nhưng mà anh Cao này. Gì? Sắp đến giờ đón giao thừa rồi, anh có biết là vợ anh đi tìm anh khắp các ngõ ngách, mong anh về để con có một cái Tết đoàn viên bên gia đình không? Thôi, cô làm như kiểu vợ tôi giống như cô không bằng ấy. Nó đợi tôi về tính sổ chứ ngồi đấy mà đợi. Tôi ấy không có cái diễm phúc để mà có người ở nhà chờ về đón giao thừa cùng đâu. Tính sổ hay không thì anh cứ mở điện thoại ra rồi sẽ biết ngay thôi. Cô gặp vợ tôi rồi à? Vợ chồng với nhau, đầu giường cãi nhau nhưng mà cuối giường lành. Tôi khuyên anh đi về nhà, anh dỗ dành vợ anh một câu để Tết này hai vợ chồng đón Tết với nhau cho sum vầy. Cái tát của anh dành cho vợ anh không đúng đâu. Tôi không tin hai vợ chồng anh chị lại không bao giờ cãi nhau ấy. Này ông anh, tôi hỏi ông anh nhá, những cái lúc mà vợ anh bướng với anh ấy, anh có đánh vợ anh không? Hả? Đánh là để dạy dỗ, mà mắng là để răn đe, đúng không? Anh nhìn kìa. Đấy, anh có nhìn thấy cái tấm bảng mà tôi treo ở đấy không? Thì sao? Những lúc vợ chồng tôi bất hòa, tấm bảng đó sẽ thay lời muốn nói. Không bao giờ đối mặt nhau những lúc đang nóng. Thế là vợ chồng tôi cũng chẳng bao giờ có những lời lẽ không hay dành cho nhau. Xung đột cũng không xảy ra nữa. Là sao nhỉ? Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Thì có nghĩa là khi mà chuẩn bị buông những lời sát thương dành cho nhau, thì vợ chồng tôi thường viết lên tấm bảng đó. Khi mà viết lên rồi thì cảm thấy những từ ngữ đó nó không hay, thì lại xóa đi và viết lại, viết thành những từ ngữ nó hay hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Chính vì thế, cơn nóng giận không bị kích hoạt thêm, nên vợ chồng tôi dễ làm lành lại với nhau, mà lại làm lành trong sự thấu hiểu nhau hơn, chứ không phải là chỉ để cho yên cửa yên nhà một cách đối phó. Mày đi. Chắc là tôi phải về sắm cái bàn giống như ông anh rồi đấy. Được ăn ủi rồi còn gì nữa. Bây giờ nhá, đang có người chờ anh ở cửa nhà để đón giao thừa cùng rồi còn gì nữa. Nói chung là cũng phải cảm ơn tình cảm mặn nồng của hai vợ chồng. Nhờ hai người mà tôi mới thấu hiểu cái tình cảm thực sự trong cuộc đời. Ôi, chắc là bây giờ tôi phải xin phép. Tôi về với cả em ở đây. Đây, chúc hai vợ chồng hạnh phúc viên mãn đến cuối đời nhá. Này, anh cũng thế nhá. Gia đạo bình an, thuận hòa nhá. Ok, cảm ơn. Khoan, anh chờ tôi một lát. Gì nhỉ? Anh cầm lấy bông hoa này về rồi tặng cho vợ của mình đi. Hả? Phụ nữ rất thích được tặng hoa, nhất là hoa do chính người đàn ông của mình tặng. Anh mang bông hoa này về tặng cho Tú Linh, nhất định Tú Linh sẽ cảm động đến phát khóc cho mà xem. Sao em không đưa cho anh ấy cả bình mà lại đưa có mỗi một bông? Khiếp, em buồn xỉn với cả ân nhân của mình. Biết gì mà nói. Tặng một bông hoa này tượng trưng cho câu em là duy nhất trong cuộc đời của anh. Hiểu không ông tướng? Thì ra là như vậy. Đảm bảo nhá, Tú Linh khi nhận được bông hoa này sẽ vui như xuân luôn. Tết này hai vợ chồng nhà anh sẽ đón một cái Tết rất là sum vầy và ấm cúng. Mở màn khai xuân phải gọi là quá là hạnh phúc. Ok,
cảm ơn quân sư nhá. Thôi, con xin phép đi về đây. Đảm bảo nhá, Tú Linh khi nhận được bông hoa này sẽ vui như xuân luôn. Tết này hai vợ chồng nhà anh sẽ đón một cái Tết rất là sum vầy và ấm cúng. Mở màn khai xuân phải gọi là quá là hạnh phúc. Chắc chắn là như vậy rồi. Năm cũ đã qua, năm mới thì cũng đã tới. Phải đón nó bằng niềm vui và sự hạnh phúc. Còn nỗi buồn ý, phải bỏ lại sau lưng thôi. Tạm biệt Nhâm Dần đầy rẫy những sai lầm. Xin chào Quý Mão đầy những đổi mới. Tạm biệt 2022. Xin chào 2023. Chúc cho mọi người tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chúc cho tất cả mọi người có nhiều niềm vui. Chồng ơi. Vợ ơi. Anh tặng em. Vào nhà luôn. Vào luôn. Rồi tao xách xe đã. Xách xe à? Ừ, ui số này.